cộng đoàn đã đến với đêm văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh của giáo xứ Dầu Tiếng năm 2019. Vâng, và vừa rồi là phần múa mở màn của các em thiếu thiếu nhi giáo xứ Dầu Tiếng thể hiện. Và giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta có thể dành một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho các em được không ạ? Và xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa quý cha, quý sơ, quý khách và quý cộng đoàn, mỗi mùa Giáng sinh về, chúng ta lại thấy rộn ràng niềm vui hân hoan vì tình yêu Thiên Chúa tỏ bày cho chúng ta qua con một yêu dấu của người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tình yêu phải được đáp trả bằng tình yêu, và tình yêu đó như mời gọi chúng ta đáp trả tình yêu vô biên mà Thiên Chúa tuôn tràn xuống cho chúng ta qua con của Ngài. Và chỉ khi con người đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, sống tình yêu của Chúa dạy, con người mới có được hạnh phúc thực sự. Bởi lẽ, con người được tạo dựng từ ý định yêu thương của Thiên Chúa, để sống yêu thương như Thiên Chúa, và để chia sẻ hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài. Ladies and gentlemen, welcome to the concert of Dầu Tiếng Church. Our hearts are filled with joy of festival celebrations, as we gather here to share the joy. Yes, this is the moment when common greeting like "Hello, how are you?" are replaced by "Merry Christmas." Xin được trân trọng giới thiệu thầy phó tế Giuse Trần Văn Long. Xin được trân trọng giới thiệu quý sơ hội dòng Mến Thánh Giá Tân Việt giáo xứ Dầu Tiếng. Và tiếp theo chương trình, giờ đây chúng con xin trân trọng kính mời cha Giuse sẽ phát biểu khai mạc cho chương trình đêm nay. Xin trân trọng kính mời cha. Kính thưa cộng đoàn cùng toàn thể quý khách, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đó là lời Thiên Sứ hòa ca trên bầu trời Bethlehem năm xưa khi Chúa sinh ra đời. Kính thưa cộng đoàn, đã từ lâu đêm Giáng sinh đã trở thành đêm hội của tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt sang hèn hay lương giáo. Thật vui mừng khi mầu nhiệm con Thiên Chúa ra làm người đã được toàn thể nhân loại biết đến. Trái ngược với trời đêm Bethlehem năm xưa, ngày nay người ta mừng lễ Giáng sinh trong khung cảnh rộn ràng, đèn hoa răng khắp lối, người người tuôn đổ ra đường để vui cùng lễ hội. Nhưng mấy ai ý thức được rằng nhân vật trung tâm của lễ hội đêm nay là một hài nhi bé nhỏ nằm trong máng cỏ nghèo hèn. Ngài chính là Thiên Chúa quyền năng, vì yêu thương nhân loại đã hạ mình xuống thế làm người cách âm thầm lặng lẽ giữa đêm đông lạnh giá. Ngài chính là ánh sáng, là chân lý cứu độ và là nguồn bình an cho những ai thành tâm thiện chí đón nhận Ngài. Mừng sinh nhật Chúa đêm nay, cộng đoàn giáo xứ Dầu Tiếng chúng ta cùng nhau tổ chức đêm diễn nguyện mừng Chúa Giáng sinh với chủ đề "Hiệp thông loan báo tin mừng", để nói lên rằng Thiên Chúa yêu thương hết thảy mọi người, không phân biệt ai hay tôn giáo nào. Giờ đây, kính mời cộng đoàn và tất cả quý vị chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức chương trình mừng Chúa Giáng sinh. Thank you.
down that bad boy. Xin phép được đọc tiếng Anh, còn em sẽ đọc tiếng Việt nhé. Bức thư có nội dung như sau. Dear Santa, we are children from Yaubing Church. We hope that you are on letters up from delivering presents last year. We want you to know that we have been very good this year and we listen to my parents. This year, we would really like this present that we told you in the letter. Thank you for all the great present that you gave our last year. Please say hello to the reindeer. Merry Christmas to our lovely Santa Claus. Ông già Noel thân mến, chúng con là những bạn nhỏ của giáo xứ Dầu Tiếng. Chúng con hy vọng rằng ông đã nghỉ ngơi từ việc giao quà vào năm ngoái. Chúng con muốn ông biết rằng chúng con là những đứa trẻ ngoan trong năm nay. Đến trường, con biết chia sẻ và chơi cùng bạn. Con còn lắng nghe và giúp đỡ bố mẹ và ông bà khi ở nhà. Và đặc biệt là siêng năng trong việc học giáo lý và tham dự thánh lễ. Năm nay, chúng con thực sự thích những món quà mà chúng con đã gửi với ông trong thư. Chúng con cảm ơn ông vì những món quà tuyệt vời mà ông đã mang đến cho chúng con. Chúng con cũng xin gửi lời chào đến đại tuần lộc thân mến. Chúng con xin kính chúc ông một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Ông già Noel thân thương của chúng con. Oh,
Rồi, bạn nhỏ nào đã có quà thì chúng ta vui lòng quay về vị trí ngồi của mình để nhường cho những người còn lại nhé. Trên mây dù mùa đông giá bao la mây trời, rộn ràng nơi nơi một niềm vui mới giáng sinh đến rồi. Từng ngàn pháo xanh cứ rơi trên đầy, quả cầu lấp lánh mức sắc vàng xanh. Bọn trẻ mong hoa ra nụ anh tối nay mang trao quà. Ngực đường đi qua đèn bầu nhấp nháy sang vui mùa nhà. Tuần lọc phi nhân kia xe đã tới, lung linh hương đã dễ sự giáng đời. Nhìn kia trẻ đã sinh nhờ tuyệt vời người đôi đôi chân trắng chân lớn nhộn nhịp phong quan mọi người mừng vui chung nhau ăn lần lễ với chiếc bàn nụ cười trên môi dù mùa đông giá bao la mây trời rộn ràng nơi nơi một niềm vui mới giáng sinh đến rồi từng ngàn pháo xanh cứ rơi trên tay quả cầu lấp lánh mang sắc vàng xanh bọn trẻ mong hoa ra nụ anh tối nay mang cho hoa
trên ngôi dù mùa đông giá bao la bầy trời, rộn ràng nơi nơi một niềm vui mới giáng sinh đến rồi. Từng nhành thóng xanh cứ rơi trên tay, quả cầu lâu lăn mắt sắc vàng sắc, đón trẻ nó ở xa nô anh tối nay mang cho quà. Đường đi qua đèn màu nhấp nháy sang vui muôn nhà, tuần lọc phi nhân kia xe đã dòng lịch sử để thưởng thức một tiết mục hết sức công phu được mang tên Con Tàu Noel. Và câu chuyện kể rằng vào một ngày khi phải chứng kiến những tội ác mà con người gây ra, Thiên Chúa đã hết sức là tức giận và Ngài quyết định tạo nên một cơn đại hồng thủy để quét sạch hết thảy tất cả mầm mống tội ác. Và lúc bấy giờ ở trên mặt đất thì có một người tên là Noel, và ông này thì lòng dạ rất là ngay thẳng nên đã được Thiên Chúa báo mộng cho ông về ý định của Ngài. Và ý định của Ngài như thế nào, xin mời quý vị chúng ta hãy hướng về sân khấu và tiếp tục theo dõi câu chuyện này nhé. Xin Chúa Ngài và giấc cứ đi đâu vậy? Đi đâu mà giấc cứ đi đâu vậy? Sẽ hủy diệt tất cả thế giới bằng trận đại hồng thủy. Tuy nhiên, Thiên Chúa thấy ông Noel là người không chính nên không nỡ loài trừ cả ông. Ngài phán với ông Noel: Noel, ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực. Này, ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất. Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ bắp. Phần ta sắp cho hồng thủy, nghĩa là nước lục, xuống trên đất để tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí dưới gầm trời. Mọi loài trên mặt đất sẽ tắt thở, nhưng ta sẽ lập giao ước giữa ta với ngươi. Ngươi hãy vào tàu cùng với các con trai ngươi, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi. Thank you.
Mẹ ơi, nhìn kìa, cái gì trông cao mà to lớn ghê, nó vừa cong mà vừa lấp bấp nữa. Các bạn có thấy cái gì không? Đó là chiếc tàu của ông Noe làm đó. Ồ, đúng là chiếc tàu thật rồi. Các bạn hãy đến đây mà xem đi. Nè các anh, các anh không nhìn thấy gì đây sao? Ồ, thế nhỉ. Phải, đây đúng là một cái vựa lúa mà ông Noe là một con lừa to nhất trong bọn họ. Các ngươi hãy cút đi. À, vậy thì chúng ta hãy cúi đầu chào vị vua phát nát nó đi. Thì Chúa cảnh báo rằng sẽ cho những cơn mưa lũ đổ tràn trên mặt đất này. Nếu như thế thì đâu phải cần đóng một chiếc tàu to lớn như thế này. Chỉ riêng cái đầu của ông thôi cũng đủ làm cho ông nổi lên bọn rồi. Thưa cha, không thể để cho các ông ấy chế nhiễu như thế được. Hãy cầu nguyện cho họ con à. Rồi đây họ sẽ bị đánh chìm dưới dòng nước lũ. Thưa cha, đây là nhát búa cuối cùng chúng con xin dành cho cha. Giờ đây cha tuyên bố công trình đã hoàn tất. Là hãy lên tàu và tập hợp đưa từng cặp của mọi loài vật trên trái đất này.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tựa người lưu vong thung lịch hiếm ông ơn thì về tổ ông chan chứa ân tình nay ở đêm trình bày của Ngọc Thương. Thank you.
bệnh, giới trẻ, giáo xứ, vô tiếp.
chú Ngọc Phương. Kính thưa quý vị, Jingle Bells là một bài hát rất nổi tiếng trong chủ đề ngày Giáng sinh. Và bài hát này đã có sức ảnh hưởng rộng và được đa số người quan tâm đến đại Giáng sinh thuộc mọi lứa tuổi thuộc lòng và hát theo trong dịp này. Và bài hát này cũng đã được dịch ra được với nhiều ngôn ngữ và chắc chắn là trong đó có tiếng Việt và được phiên dịch ra với tựa đề là Tiếng Trung Lưng. Và trong đêm văn nghệ hôm nay thì chú tiếng Trung này sẽ được lưng vang lên bởi hai bạn nhỏ Trà Giang và Ngọc Linh đến từ ca đàn thiếu nhi. Và giờ đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng xuân đời chung chinh in mơ mộng.
Nhảy lên vui sướng, em cần
Thank you.
Giờ đây nhiều người trong quý vị sẽ rời khỏi.